Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rơm Vlog nha cả nhà. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị hiện giờ Nguyên Rơm đang đứng ở một cái địa điểm rất là mới. Thì quý ông bà thấy cái chỗ đó không? Đó, cái chỗ cái gốc cây đó cả nhà. Thì cách đây khoảng tuần cả nhà, thì có một trận mưa giông. Đó, thì làm vô tình cái gốc cây đó đó, nó chốc lên, bị chốc gốc đó cả nhà, nó ngã qua bên ruộng thì nó lại lòi lên một cái hũ cho cốt. Thì mấy hôm trước đó là người ta đã đến và người ta nhận ta đem về rồi đó. Thì rồi mấy hôm sau có cái anh xịt chuột ở đây, anh xịt chuột đây nè, thì anh bị một cái vong nhát, anh bỏ dây điện đây luôn cả nhà, bỏ chạy luôn, coi như là đến bây giờ luôn, bỏ bỏ vô đây không có xịt chuột xịt bông gì nữa luôn. Đó, thì hôm nay thì mình cũng được anh gọi điện thoại kêu mình đến cái địa điểm này thử xem coi coi cái vong này là nam hay nữ đó. Già hay trẻ mà nói chung là nhát dữ lắm cả nhà. Đó, thì hôm nay mình cũng đi đến cái địa điểm điểm này để mình xem coi có giúp đỡ được cho cái vong này không nha cả nhà, vì cái vong này là bị nằm ở dưới gốc cây này lâu lắm rồi đó. Thì nãy giờ thì Rơm cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, bánh với lại nhang rồi cả nhà. Đó, thì bây giờ con Rơm cũng xin phép tiến hành để cúng nha cả nhà. Thì ở bên đây có một cái bụi tre nè cả nhà, bụi tre với lại một cái cây gì to lắm mình không biết nữa. Ừ, mũi quá. Thì hôm nay tôi đến cái địa điểm đây thì tôi cũng nghe những người dân xung quanh đây nói là khu vực này có quan hồn. Thì nếu mà quan hồn hiện giờ có lẩn quẩn ở khu vực này thì hãy đến mà hưởng những đồ cúng này nha. Hôm nay tôi đem đồ đến tôi cúng nè. Thì trước tiên thì tôi cúng cho vong. Nếu mà hữu duyên thì tôi sẽ giúp đỡ cho vong có thể được về chùa để sớm được vãng sanh nha, không còn phải vất vả vưởng đói lạnh nơi đây nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chào vong nha. Không biết là vong trú ngụ ở đây lâu chưa? Vong không nói chuyện được sao mà vong lại chỉ trỏ vậy? Con có nói chuyện được không? Có nói chuyện được thì vong cần gì thì tôi giúp cho. Thì cái nhà thì vong linh cũng đã biến mất rồi quý ông bà cô chú à. Thì cái vong này không có nói chuyện được hay sao á, mà mình đại khái với lại mình mới đến đây lần đầu, chứ lại có lẽ như là vong không có tin tưởng mình cho nên là không có nói chuyện với mình cả nhà. Thì quý ông bà cô chú à, thì bây giờ ông Rơm cũng xin phép tạm lánh mặt một xíu nha cả nhà, để xem coi vong có đến hưởng đồ cúng hay không. Để cái mít này này.
Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, nãy giờ Nguyên Đờm lánh mặt ở bên ngoài, không biết là quý ông bà cô chú anh chị mình xem có thấy được cái vong của cái cô gái hồi nãy xuất hiện hay không cả nhà. Thì cái ván trẻ này là của một cô gái, một người phụ nữ nha cả nhà. Để mình nhìn thử coi coi cô có xuất hiện đâu không. À, đứng ở bên đó rồi cả nhà. Cô ơi, cô ơi, nãy giờ cô có đến cô hưởng đồ cúng không cô? Cô có cần gì không, con giúp đỡ cho cô. Nếu mà cô cần cái gì thì cô nói với con nha. Đêm ngủ trời. Có cần gì không? Cần gì thì tôi giúp cho. Đứng im du nhìn mình hoài à. Không nói gì hết trơn á. Nãy giờ con cúng ở đây nè, cô có đến hưởng không? Sao cô không nói? Quả trưởng thì biến mất luôn rồi. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì coi như là mình cũng đã biết được cái vong của cái người này là một người phụ nữ nha cả nhà. Cái dáng vẻ một người phụ nữ, nhưng mà mình không biết là cái độ tuổi thì mình không biết là bao lớn thôi. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì chắc có lẽ đến đây thì Quân Rờm cũng xin khép video lại nha cả nhà. Thì chắc có lẽ lần sau mình sẽ quay trở lại đây một lần nữa cả nhà, vì cái vong này đối với mình thì rất là mới mẻ. Mình nghĩ chắc có lẽ là cô không có tin tưởng gì mình, cho nên là chưa muốn giao tiếp với mình đó cả nhà. Thì chắc có lẽ lần sau mình quay trở lại thì mình cũng sẽ cúng kiến và để giao tiếp với cô xem thế nào cả nhà. Thì nếu mà cô không xuất hiện nữa là con về đó nha. Cô không nói thì con đâu có biết gì đâu để giúp cho cô, trong khi cô ở đây thì đói lạnh cả nhà. Thì cuối video thì cũng Trầm xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.